nạp bò được cho ăn chảo, sao từ 1 đến 5 phút, cho nóng nhưng không được nóng quá mà không được nguội quá, sờ tay cảm giác là nóng nóng là được, tầm 20 đến 30 độ, đảo đều rồi bắc ra. Nạp bò sau khi được sao từ 1 đến 5 phút bắc ra, đổ rượu cho đều rồi dùng thìa đảo đều. Dụng cụ gồm một tấm vải xô dài kích thước từ 2 phân rộng 3 phân, hoặc một chiếc túi dài 3 phân rộng 2 phân, cắt một đầu ra. Đây là khăn sứa của trẻ sơ sinh, người ta vành miệng ra. Là xúc lá từ trong chảo ra, cho vào túi. Rồi dàn mỏng. Chúng ta dùng một tấm giấy đặt ở ngoài mặt má, mở lên. Hoặc có thể bệnh nhân dùng một tấm vải xô kích thước 30 phân rộng 2 phân cùng làm mi xì như miếng máu ban đầu, dùng thìa làm mỏng. Quấn vuông góc bốn cạnh, dùng một tấm giấy đặt nửa mặt lá. Đây là hai điều lá mà nhà thuốc hay dùng để đắp cho bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân không một cái túi dài 30 phân rộng 2 phân cũng được, mà có thể bệnh nhân là dùng một tấm vải xô dài 2 phân rộng 3 phân. Hai cách làm như nhau, nhưng bệnh nhân không hay quen làm thì dùng bằng túi vải này là làm phương tiện nhất và dễ làm nhất cho bệnh nhân. Còn miếng vải xô này thì cũng được, nhưng mà nhà thuốc hay làm quen thì nhà thuốc hay làm vần tấm vải xô này, nhưng bệnh nhân muốn thay lá mà không biết cách làm thì nên làm bằng túi vải này là thuận tiện và dễ làm nhất cho bệnh nhân mà lá không bị rơi. Hôm nay nhà thuốc xin giới thiệu một bệnh nhân bị vỡ xương gót hai bên. Hình ảnh xương gót dập và vỡ rất là nhiều mảnh. Sau khi nhà thuốc xem phim rồi đưa ra phương pháp nắn và đắp thuốc cho bệnh nhân, vì gãy xương gót và vỡ xương gót của bệnh nhân là rất là nặng. Hình ảnh xương vỡ và dập chạy dài và xương bóc tách nằm nhiều mảnh. Sau khi nhà thuốc xem hình ảnh trên phim thì thấy hình ảnh xương của bệnh nhân là gãy, dập và vỡ rất là nhiều. Nên nhà thuốc sẽ kết hợp đắp và thuốc uống nhanh nhìn xương. Tiên lượng khoảng dưới 1 tháng
là xương bệnh nhân sẽ căng hoàn toàn và bệnh nhân có thể đi lại được bình thường. Nhưng trước khi nhà thuốc đắp thuốc thì nhà thuốc phải vê và vuốt xương cho bệnh nhân vào vị trí bình thường và xương khít hoàn toàn, sau đó mới đắp thuốc cho bệnh nhân. Ông 3 tuổi không? Ông 7 tuổi thơ. Ông yêu một cái đứa hai chân con này. Ông em cũng ở lai lên thang mà ông trẻ lên thang. Chân sưng khá nhiều ông nhá. Trèo thang ấy chứ, trượt thang mà nó lão. Vừa hết hai chân con. Ông thằng nào một chân nhá. Xương nứt nhiều, vừa làm nhiều mạch này. Đưa đau chưa? Đau. Đưa đau chưa? Đưa đau chưa? Đỡ rồi. Xin hết kia bọc mạch này. Vâng, rất nhiều. Không phải.
thức không ông? Có thức chân không ông? Này con bò đông xong rồi có một cái đắp vào uống đấy, vừa ngày mà tưới rượu đấy con này, tưới vào trên mu bàn chân này nó chảy xuống đây, ngày ba lần, uống cái đắp vào uống không khỏi được. Hàng ngày ông thỉnh thoảng về ngón chân nhá, có những không máu đấy, điều trị tầm 20-25 ngày mới khỏi hoàn toàn cái chân này, còn không xong rồi. Vâng con chào ông. Hôm nay con ra con thăm khám lại quá trình ngày trước mình với chim bót mà. Này chân thế này nặng hơn này. Đó. Bây giờ nha, bình thường nhá. Đó, ông về bàn chân. Rồi, chân kia xem. Ông bỏ bao nhiêu ngày cho ông đi lại được bình thường? Coi như phải hơn tháng. Hơn tháng, vâng. Bây giờ có nước muối cho ông không? Bây giờ thì coi như là ông về bàn chân này. Cái này bình thường, cái chân này bình thường. Chân cái nặng hơn một tí không? Chân này hơi nặng tí. Ông hàng ngày nhưng mà coi như nó vẫn cứ đau ở cái khớp này. À đây nhá, cái khớp này do cứng cổ khớp. Vì ông dập nát hết vùng ngót này. Ông chỉ khó ngâm muối là đốt cho con một thời gian là ông đi bình thường mà ông hết cứng này bây giờ đi bình thường nhỉ? Đi bình thường đó. Ông đi là con vài vòng vòng nhỉ? Ông đi từ gần cái bàn kia, ông đi quay ở kia. Rồi ông đi ra nhỉ? Ông đi cho con vài vòng nhỉ? Rồi ông đi vào. Ông đi vào con vài vòng nhỉ? Con này nhảy không mà? Rồi. Rồi ông đi con vòng nữa. Rồi. Nhà tốt rồi. Hôm trước con ra thăm khám cho ông trong Tết đấy. Thì ông không có nhà. Hôm nay mới đi được đấy. Ông kể lại quá trình ngày anh quay trở lại đây. Ông này kể lại quá trình ngày trước vì sao nghỉ vừa hai sinh con này. Coi như là lên trên về các xét. Dạ. Thế là mới cụ mới ngã xuống. Vâng. Trượt rồi mới ngã. Dạ. Thì coi như là mới đỡ hai con thì xuống. Dạ. Đáng lẽ thì mình với cái này dạ. Nhưng nó trượt. Trượt. Đấy với cái này thì coi như mình ngu được. Dạ. Cao mình cũng phải đến 2,5 mét. Dạ. Đấy, trượt trên xuống. Thế mọi khi thì tôi với được cũng có một chữ yên thế nào yên. Tươi hẳn xuống, tươi hẳn nên mình nhanh trí lên mình hai cái gót để dập. Sau khi ông thì ngã theo đi chụp chiếu vào đâu? Đấy, ta chiếu ở viện phòng không. Không quân. Viện nghiệp phòng không đấy nữa. Ta chụp cái chiếu. Thế cơ duyên nào ông biết nhà thuốc cùng con? Cơ duyên nào ông được biết nhà thuốc cùng con? Thế là con gái thôi. Dạ, con gái mang ngày y. Con gái tôi nó hay ở mặt nên nó xẹp. Hôm trước đấy chị bảo em là chị cũng làm ngày y mà. Đấy. Thì hôm nay con ra thăm khám cho ông về quá trình điều trị với thuốc của hai anh bác của nhà thuốc chúng con. Thì hơn một tháng ông hỏi chân ông mừng không? Dạ. Ông hỏi chân ông mừng không? Tất nhiên là nhưng mà nó chưa phải hẳn. Nó phải một ông ngâm thời gian. Dạ. Ông đi làm một vài vòng rồi con xem lại con tư vấn cho trước. Chưa được khỏi hẳn đúng không? Lấy cái gì nhỉ? Người ta vẫn có ngày cứu. Ngày cứu ra nốt. Ngày cứu được. Tốt ạ. Ông đi ông về phòng ngừa đi ạ. Tôi mua cái ngải cứu xong là thấy xong. Ông đi này là tốt lắm rồi. Người ta bảo một ngải cứu. Nào lốt. Cho vào nướng. Nướng xong lắp vào. Thơm à. Đã. Ông đi lúc này là tốt lắm rồi. Hả? Ông đi lúc này là tốt lắm rồi. Bởi vì là có hột thì ông còn đâu mới khỏi thế này. Con ra ông thêm người đây, ông thêm. Ở chân ông được 95% rồi nhá. Thì hàng ngày ông luôn nào lốt này. Ngà lốt này. Người Hà Nội thì hơi thiếu tần. Ông luôn được con nào lốt này. Ngải cứu này, sơn sông nhá và chè tươi. Đấy, ông đun lên cho muối ngâm chân cho con, hai bàn chân này. Ngày trước này chân này nó sưng to nhiều này. Bây giờ là hết sưng thì đỡ sưng nhiều nhưng không về bàn chân đi. À tốt rồi. Ông ở trên cái nặng nhất này, giật hết, giật mấy mảnh. À còn ông phải ngâm con ở 50 ngày là bị bình thường nhá. Bây giờ ông đi bình thường được 95% rồi. Đấy. Ông 30 ngày ông đi xe máy được. Đấy tôi coi như là cứ hơn hàng. Hôm bây giờ là coi như là anh ra trước. Vâng, lúc em muốn ra thì ông bảo là hàng xóm bảo ông vừa đi đâu ra ngoài. Tôi đi xe đạp tôi đi rồi. Dạ. Đấy. Đi xe đạp đi rồi. Dạ. Đấy, nhưng mà xuống là phải có 2 ngàn. Đúng rồi. 2 ngàn đỡ. Bây giờ thì ông còn. Bây giờ thôi chả cần nặng. Không phải nặng, bình thường nhỉ? Đi bình thường. Sau 30 ngày ông đi nặng rồi.
đấy cũng phải đến gần 2 tháng. Gần 2 tháng. Sau 3 tháng em bỏ nạc lại, bỏ nạc đi. Tôi mà mới bỏ nạc cho đủ tuần này. Tuần này, cho đi bình thường nhỉ? Thì mọi khi tôi đi đâu tôi cứ dùng xe máy tôi cũng cho cái nạc ở đấy. Dạ. Xong rồi xuống. Bây giờ cảm giác chân ông đi thuần rất nhiều đúng không? Vâng, nhà tốt rồi. Ông nhớ ngâm thuốc cho con thêm nhé. Ngồi thì là ca tốt rồi. Bà ấy mua, bà ấy mua giải cứu. Nhớ mua ngày thì phải cười cơ. Bà ấy bảo ôi ôi, phải để hỏi ông này xem. Có, hôm trước con là ra ông nhà. Thế bà từ thay lá đâu thì hoàn hảo lắm rồi. Vì nhà ngoài đồ xa là con đang bỏ ông lần đầu. À tốt rồi, ông đi lại cẩn thận cho con nhé. Vâng, con chào ông. Đây, cháu là anh nhá. Con về luôn đây. Đây, về nhá. Con về luôn đây. Thì con đã đi làm qua kiểm tra đông mà.